Đây là thành quả của mình nè các bạn. Tuy mình gói không đẹp, không khéo bằng các cô, các bác ở Việt Nam, nhưng mà mình cũng cố gắng hết sức để tìm cách nào dễ nhất chia sẻ cho các bạn chưa biết gói, hoặc là các em nhỏ mà mới lập gia đình đó, thì có thể gói được cái bánh tét cho gia đình mình thưởng thức trong dịp Tết này nha. Rồi, đầu tiên là mình phải nấu đậu nè, 300 g đậu thì mình gói ra được 5 đòn. 500 g thịt, mình chọn cái loại nào mà nó có mỡ rồi có thịt luôn á. Một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối. Mình ốp trong cái thịt này, mình lóc da bỏ nha. Rồi nửa muỗng cà phê tiêu nè. Tiêu mình đâm cho nó to to một chút. Và củ hành tím Việt Nam á. Mình bầm cho nhuyễn, trộn lên cho đều, rồi đậy lại để tủ lạnh một đêm. Rồi mình có gói vài đòn bánh tét chuối. Nếu các bạn không thích chuối thì các bạn có thể gói bằng đậu xanh ngọt á. Đậu xanh nãy bằng sên đường cho nó ngọt là thành bánh tét chay đó. Mình làm bánh tét chay thì mình cho một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê rượu. Cái rượu nấu ăn hay rượu nào cũng được hết, cho vào đây để cho cái chuối nó lên cái màu đỏ đẹp á, rồi trộn lên, đậy lại và để tủ lạnh qua đêm. Các bạn có thể dùng chuối sim đông lạnh nha. Rồi mình có một gói nếp là 2 kg. Bây giờ mình sẽ chia ra, mình gói ra 2 đòn bánh tét 3 màu. Thì đây là màu lá cẩm, mình cho vào đây 1 muỗng cà phê rượu, nửa 1/4 muỗng cà phê muối, để cho cái màu lá cẩm nó lên cái màu đẹp và đậm. Rồi mình cho vào trong cái thau nếp này mình đã vo sạch rồi, vo sạch để ráo, rồi cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, trộn cho đều lên, rồi múc ra một cái tô này là màu lá cẩm nè, mình múc ra 2 cup. Rồi mình lấy ra 2 cup rồi mình cho màu lá cẩm vào để mình ngâm, để mình gói cái bánh tét 3 màu. Đổ nước vô để cho ngập ngập cái nếp nè, mình ngâm qua đêm. Rồi đây là màu trái gấc. Màu trái gấc thì mình cũng để 2 cup nếp. Mình cho 2 cup nếp. Rồi cái trái gấc thì khoảng 3-4 muỗng canh trái gấc á. 3 muỗng nè, 3 muỗng canh trái gấc. Xong rồi cho 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê rượu. Rồi cho chút xíu nước vào đây để cho cái trái gấc nó loãng ra một chút, rồi mình mới lược lại cho vô trong nếp để không có bị lục cục á, nó lợn cợn á. Rồi mới đổ nước cho nó ngập ngập cái nếp, đậy lại để qua đêm. Rồi phần nếp còn màu trắng còn lại thì cũng đổ nước vô và cũng để qua đêm luôn. Đây là lá chuối đông lạnh. Thì mình dùng khoảng ba cái sấp này, 3 sấp lá chuối này, rửa cho sạch, lau lại cho khô. Bây giờ mình sẽ làm cái nhân. Thì cái nhân mình làm cái giò cái nhân trước, rồi sau đó mình mới gói bánh. Cái nhân này dàn cái đậu ra cho cái đậu nó đều ra. Thì cái nhân mình sẽ quyết định cái đòn bánh tét đó nó dài hay nó ngắn bao nhiêu. Đó, thì mình làm cái nhân nó dài thì cái đòn bánh tét nó sẽ dài. Còn mình làm cái nhân ngắn thì cái đòn bánh tét nó sẽ ra ngắn. Nếu các bạn nào mà thích ăn cái nhân trứng có trứng vịt muối á, thì các bạn cho trứng vịt muối vào nha. Còn mình không thích trứng vịt muối, tại vì có thịt rồi mình không thích nó béo quá. Đó, cho nên mình không có bỏ trứng vịt muối vào. À, mình dùng cái giấy ráp nè, mình quấn cho cái nhân đó, mình dò cho cái nhân nó tròn lại. Cái cách làm bánh tét bằng cái nếp chín và cái đậu nhân nhân chín này, đậu xanh chín này, thì sẽ tiết kiệm cái thời gian luộc là phân nửa. Ở Việt Nam, dưới quê, mấy cô hay gói bánh tét cái nhân đậu bằng đậu sống và cái nếp
sống luôn, thì luộc khoảng là 7-8 tiếng thì mới là chín. Cái nếp chín và cái đậu chín như vậy thì mình luộc khoảng là 3 tiếng thôi là đã chín rồi, thì tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Cho nên mình thấy ở Việt Nam á, cũng có rất là nhiều người bây giờ người ta tiết kiệm thời gian thì cũng làm cái đậu chín và nếp chín luôn. Được 5 đòn là 300g đậu, dùng 2 lon nước cốt dừa. Trước tiên thì mình sẽ xào cái phần nếp màu trắng trước. Mình cho 1 lon nước cốt dừa và nửa lon nước vào trong cái chảo lớn này để mình xào cái nếp màu trắng, và nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường. Khi cái nước dừa nó sôi lên rồi các bạn hãy bỏ nếp vô. Nếu mà nước dừa chưa sôi mình bỏ nếp vô thì cái nếp nó sẽ bị gãy đôi và bị bể nát. Đó, mình xào nhẹ tay, mình xốc ở dưới lên thôi. Đó, mình xốc lên như vậy nè. Đó, mình chở ở dưới lên, chở mặt trên xuống để cho cái nếp nó chín. Đáng, nếu các bạn không thích cái nước cốt dừa thì các bạn có thể bỏ nước lạnh cũng được, nhưng mà khi mình lột cái lá chuối rất là khó. Còn cái cách này của mình lột, khi mình lột cái bánh rất là dễ. Bây giờ mình sẽ xào cái phần nếp màu trái gấc. Thì mình cho nửa lon nước cốt dừa, nửa muỗng cà phê đường. Phần này mình sẽ không cho muối, tại vì trong cái màu trái gấc mình đã có bỏ muối rồi. Nước vừa sôi thì cho phần nếp màu trái gấc vào. Mình xào khi nào thấy cái nếp nó nở, nó nửa chín nửa sống là được. Cái phần trước thì mình xào xong phần nào thì mình sẽ đậy lại phần đó để cho không bị khô nha. Rồi bây giờ nếp bằng màu trái gấc đã xong rồi, mình sẽ xào cái phần nếp màu lá cẩm. Thì mình cũng cho nửa lon nước cốt dừa, nửa muỗng canh đường. Rồi nước vừa sôi thì mình cho phần nếp màu lá cẩm vào. Và xào đến khi nào mà nếp nửa chín nửa sống thì là được. Khô lại là được, như vậy là được rồi. Không có gãy hột nào luôn, còn nguyên hột luôn nè. Rồi bây giờ phần nếp là đã xong. Đậu đen để mình gói bánh tét chuối. Thì cái đậu đen này mua cái hộp á, mình mua trong hộp rồi rửa cho sạch, trộn vô trong với phần nếp màu trắng này. Khi phần nếp màu trắng các bạn múc ra 2 cấp để mình gói bánh tét 3 màu. Bây giờ mình sẽ gói thì 2 lá xui, 1 lá ngang. 2 cái lá xui mình sẽ đối đầu với nhau, đây là phần đuôi, và 1 lá trên mình sẽ để cái phần đầu lên đó. Rồi 1 lá ngang thì mình sẽ lật cái bề lưng, cái sống lưng á, lên để cho mình gói cái bánh ra. Thì khi mình luộc xong cái bánh nó có cái màu xanh đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ để 3 màu luôn đó, để nhân lên và gói rất là dễ luôn đó. Mình đè ép cho nó tròn lại, cho cái nếp nó tròn lại. Rồi xong, bây giờ mình gói nha. Đó, bẻ cái lá nè, bẻ cái lá vô, cuốn vô, cho cái nếp nó nằm xuống. Rồi mình sẽ dùng cái dây cột tạm. Cái dây này là dây cột tạm, mình kiếm cái dây nào cứng cứng đó, mình cột tạm. Cái dây ni lông này mình gói rất là dễ, nhưng mà khi mình luộc á, thì có nhiều người nói là ăn không tốt, tại vì cái giống như là nhựa nó ra đó. Cho nên mình sẽ gói bằng cái dây chỉ, bẻ bốn góc, bẻ bốn góc lại, bốn góc vuông nè. Rồi sẽ dùng cái lá gói đầu, mình sẽ xé mấy cái lá mà nó bị gách á, nó nhỏ nhỏ ra, mình gói đầu và cột tạm. Dùng cái dây cột tạm rồi mình cũng tháo bỏ cái dây này, mình cắt bớt cái đầu nó đi đó, cắt bớt đi, dài quá thì mình cũng bẻ bốn góc nè, một góc, hai góc, ba góc, bốn góc, rồi bẻ bốn góc vuông.
dùng lá gối đầu và cột tạm luôn. Bánh tét là cái khâu mà cột á, là khéo hay không là nhìn cái bánh tét á, nó đẹp hay không là do cái người cột á. Rồi, hai lá xuôi, một lá ngang. Mình sẽ gối một cái nữa rồi sẽ hướng dẫn các bạn cột nha. Đây là phần nếp màu trắng. Mình hướng dẫn rất là kỹ luôn để cho các bạn có thể gói được cái bánh tét một cách dễ dàng luôn. Rồi mình đè cái đầu nó xuống cho nó nếp nó dẻ xuống. Nếu mà gói nếp sống thì các bạn phải dỗ cho nó nếp nó dồn xuống dưới cho nó đều á. Còn nếp chín thì mình không cần dỗ, mình chỉ đè cái nhận cái đầu nó xuống thôi, cho nó đều thôi. À, mấy cái lá thì nó bù xù ra thì mình cắt nó bỏ, cái đầu nó xấu mình cắt bớt cái chiều dài này nó dài quá. À, mình cũng đè nó nhận cái nếp nó xuống. Rồi một góc nè, bẻ, bây giờ mình sẽ bẻ một góc, hai góc, ba góc, bốn góc. Đó, bẻ nó lại bốn góc như vậy. Rồi mình sẽ đậy cái lá gối đầu lại. Mình sẽ đậy cái lá này lại. Rồi bây giờ mình sẽ cột nè. Cột dây mình sẽ đưa cái cọng dây cái một cái sợi dài dài ra một chút xíu. Rồi bây giờ tới đây là mình sẽ lòn nó qua nè, chéo, mình sẽ chéo cái dây. Hai dây mình sẽ chéo với nhau. Cột chéo với nhau. Nói chung là có rất là nhiều cách cột bánh tét, có rất là nhiều cách cột, nhưng mà cái cách này mình thấy dễ nhất, thấy rất là dễ luôn, ai cũng gói được, ai cũng cột được hết. Còn cột bằng dây chuối và dây lát nó khác nhau nữa. Ở Việt Nam cột mỗi mỗi loại dây nó đều có cái cách cột khác nhau, và mỗi người gói đều có cái cách cột khác nhau nữa. Thì ai thấy cái cách cột nào dễ thì mình cứ làm cái cách đó thôi. Cái cọng dây này thì nó hơi nhuyễn chút. Mình siết với độ vừa phải thôi, đừng có siết chặt quá, khi mình luộc á cái nếp nó còn nở ra nữa. Thì hai mình đi ba vòng rồi. Giờ còn hai vòng mình sẽ quay lật lại, quay lại cái đầu bên kia thì mình sẽ làm dễ hơn. Mình đi thêm một một luồng dây, một tua nữa, tại vì cái dây này nó nhuyễn quá, mình muốn đi thêm một đường dây nữa để cho nó cái dây nhìn nó lớn hơn. Đó, mình sẽ nắn tròn lại, mình sẽ sửa chỉnh sửa lại cho nó tròn. Giờ mình sẽ gói một cái bánh tét chuối, một đòn bánh tét chuối. Đây này, một trái rưỡi chuối luôn. Nè,
nay mình chia sẻ rất là kỹ, mình quay rất là kỹ luôn nè. Mình gói 3 đòn luôn cho các bạn xem để các bạn có thể gói được thành công. Thì ai cũng gói được rất là dễ. Đó, cái khớp nè, ngay cái khớp nói đó, mình sẽ bẻ ngay cái khớp nói đây nè. Đó. Cái đầu dài quá thì mình cắt bỏ bớt. Rồi mình cũng bẻ bốn góc lại như vậy. Cái video này nó hơi dài đó các bạn. Các bạn cố gắng xem giùm mình nha. Nó hơi dài tại vì mình hướng dẫn rất là nhiều công đoạn, cho nên mình đã cố gắng là rút ngắn gọn lại rất là nhiều rồi. Nếu mà ngắn gọn quá thì các bạn sẽ không hiểu, cho nên hơi dài một chút xíu để cho mình quay từng chi tiết để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Rồi mình sẽ lật lại nè, mình sẽ đi 3 vòng rồi mình sẽ quay qua cái đầu ngược lại để mình đi 2 vòng. Mỗi một đòn bánh tét thì mình sẽ đi 5 đường dây thôi. Rồi mình đã bánh tét mình đã gói xong hết rồi. Bây giờ chuẩn bị nồi để luộc. Thì mình đã nấu nước sôi rồi. Mình lót cái lá chuối ở dưới đáy nồi để cho nó đừng có khét. Mình lót lá chuối ở dưới đáy xong rồi chắc hết bánh tét lên, rồi đậy lá chuối lên trên mặt. Đậy một lớp lá chuối lên trên mặt rồi đổ nước sôi vô. Nấu với cái lửa khoảng số 3, số 2, số 3 thôi. Nấu sôi như vậy đây, khoảng 3 tiếng. Sôi như vậy đây, nấu là 3 tiếng. Bây giờ 3 tiếng đã xong rồi, mình vớt ra cho các bạn xem nè. Đó, rồi đem ra mình rửa lại với nước lạnh để cho cái bánh của mình nó bóng, nó đẹp. Rồi nó mềm à. Rồi nếu các bạn đi biếu á, thì các bạn rửa xong rồi để cho nó gáo nước chút xíu thôi, vẫn còn nóng. Thì các bạn gáp cái giấy gáp lại để cho cái bánh mình nó đẹp á. Thì các bạn đi biếu, còn nếu ở nhà ăn thì các bạn không cần cũng được. Tại vì mình gáp lại thì cho nó đẹp thôi. Đây là bánh tét ba màu, ăn cùng với tôm khô, củ kiệu hoặc là dưa món trong những ngày Tết. Rồi món bánh tét của mình đã xong rồi. Chúc các bạn thành công với món bánh tét. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.